cuối. Lắc lắm hả? Lấy băng keo cuốn không? Lấy băng keo đen nó cuốn thêm không? Vừa đủ đấy, cọc vừa đẹp đấy, còn gì nữa. Má nó mỏi rời thôi. Má mình không đụng máy, máy rung quá. Tuần qua nữa bắt dọn nhà đi á, cái nhà chỗ đây nè. Ra là cỏ nó lên dày. Đúng rồi. Chứ làm gì có cỏ. Còn từ chỗ bãi mà cắt rồi xuống tới cái gì đã kêu rồi. Má thằng cầm lại cho nó bố đi. Lên. Có về nhúng nước không? Không. Không. Ô canh miệng mà nó cái này nó ấy đi. Ăn cho nó vỗ cho nó phải ngân, ngân quá. Đang cắt bại diêu đấy các bạn ạ. Cắt cỏ. Cỏ nó tốt quá phải cắt đi để cho nó. Đó. Thuê chuyên nghiệp để cắt. Cắt đường băng để đi đó. Đấy, tu lên rồi đấy.
tu tu lên, tu tu. Đấy, một mình lên được. Gió to đấy. Con diều của ông này cân đối đẹp lên lên chuẩn rồi. Đứng yên rồi. 28 là cao cỡ giống đó. Tuần tặng luôn đấy, không 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 không. 66 đúng không? Hôm nay chỉnh cho đúng cân nữa. Không gắn. Hôm qua ông gắn. Có gắn. Nhỏ bự nhỏ.